Yes, Gervy Kennel. Hôm nay chạy chó Gervy mời các bạn cùng chơi với lại một Rottweiler nhỏ. Đây là Hunter, con trai của được nhập Croatia Teddy Farmhouse Einstein và mẹ Dakota von der Barbrook. Thì Hunter là đàn con cuối cùng của Dakota. Sau đàn này thì trại cho Dakota nghỉ sinh sản. Đây, bụng rất là no rồi nhưng mà vẫn ham ăn. Hunter thì hơi còi một chút là bởi vì ở đàn cuối cùng này thì Hunter khi mà đẻ ra là đã nhỏ hơn lại hai bạn cùng đàn, và Hunter thì có cái tính là rất là ham ăn, mà chó con mà nó ham ăn quá, giả sử như là khi nó ti mấy ngày đầu ti mẹ mà nó ham ăn quá thì nó ti no quá nó chớ. Mà khi mà nó đã chớ ra rồi thì nó sẽ coi như nó sẽ ti được ít hơn là nếu mà mình cho nó ti đủ cữ. Sau mấy ngày thì mới phát hiện ra cái tính ham ăn của Hunter. Đây, bây giờ lớn lên thì cũng vẫn giữ nguyên cái tính đấy. Đây là vừa ăn xong khoảng tầm 30 phút trước. Hôm nay thì Hunter bắt đầu được tập ăn hạt rồi. Và bây giờ nó chê hạt mềm, chỉ thích ăn hạt cứng thôi. Hiện tại là hạt cho ăn là phải đập nhỏ ra. Hạt to thì nó không ăn được, nhưng mà hạt mềm thì chê. Thú vui của anh là gặm tay. À, từ bé thì Hunter thể hiện tính cách rất là hoạt bát, nhỏ hơn hai con cùng đàn nhưng mà đánh nhau thì cũng không ngại con ạ. Mà khi bé bị bắt nạt thì hay phản kháng mãnh liệt bằng cách là cùn ăn vạ. Hunter là nhỏ hơn hẳn hai con cùng đàn đấy. Kinh chưa? Người thì bằng cái nắm tay đi nhưng mà nghe chừng cũng ghê gớm. Răng mọc rồi. Ghê gớm chưa? Ui sợ. Đây lần nào lên chơi với Hunter là cũng như thế này. Hunter thì thích cắn rẻ, bóng thì con thích mấy. Hai con cùng đàn thì lại thích bóng. Ây da, gớm chưa? Con trai phải Teddy đấy. Tập tuổi hiện tại thì là ba con là phải tách ra, mỗi con một chuồng rồi. Ngày nào cũng thế.
chơi một tí rồi lại khát nước để ra uống nước, uống nước xong thì lại chơi tiếp. Đến hiện tại là phải tách ra mỗi con một trường rồi đây. Hết trò không chơi chơi nữa thì quay ra là cắn gấu quả, rồi gặm chân, rồi gặm tay. Tầm này thì cũng chưa có nắng chúng nó, để cho nó chơi thoải mái rồi. Rồi răng mới nhú, răng chưa đau. Cái rẻ màu đỏ này hơn. Gớm rẻ mặt kia. Đấy, chơi cắn cái này thường cho cắn cái miếng rẻ này. Con dáng đại ca tương lai hả? Về nét mặt thì con Tư dự đoán là sẽ giống bố cái bình điểm. Khó quá. Hay nhỉ. Quay ra cắn quần này à, không cắn vào chỗ đây đâu, nguy hiểm đấy. Hay da, hay da, hay da. Có ai thích kiểu mặt này không? Không bán voi đẹp dai nhỉ, voi đẹp dai để nuôi. Đây, thú vui là gặm tay. Dạy chơi ngay. À, bắt đầu thích lên khu vực. Đấy, đấy là cái giường của Hunter đấy. Ăn xong là sẽ lên thế nào? Biết lên hình như sao mà nhà trường cũng ấy gớm. Hít ngửi kiếm ăn đấy.
lắm mới cho ăn là còn vãi ra, rơi vãi ra. Bây giờ bắt đầu đi nhặt. Thôi đây, làm suốt. Ôi. Nhìn có ra gì không mọi người? Ngon không? Nè. Cái cu này được ra ngoài là chúng nó đòi ra. Cho ra chơi cũng mỗi con cho ra chơi một lúc. Nếu mà tầm tuổi này mà cho ra chơi với nhau chỉ một tí là lại đụng nhau ngay. Đứa nào cũng bá đạo, chả có đứa nào vừa. Đứa mà